Rồi to. Rồi chúng ta tha đây là bà đã vào phòng ngay đi thật ra. Con cái đó là con ăn thiệt con đã rồi. Lên từ từ, lên từ bay con lên rồi. Lên từ bay. Giờ con lên thì mình biết là từ từ đó con lên nói đó. Phải đáp khoảng lắm đấy. Được. Một bên bảo cho lên, chọn thì hết. Một bên không, sẽ đồ đỏ mẹ lên, như thế đó.
mất tất tiền mày lên, để tao nói đi, mất tiền tao nói đây này, mất bao nhiêu tháng, nghe chưa? Mi đến năm mày lên, năm mày lên năm cái chồng của tao bao nhiêu lên?
một chiều nó đi đi bỏ một chiều đi
nếu không về được thì chờ thời dịch rồi về. Em nghỉ ngơi đi. Còn như nói lại là em sẽ bay mượn cho anh về làm điều cuối cùng anh em làm cho anh. Em sẽ lo cho em chứ, nhưng em không phải là người vô tâm bạc bẽo nếu em không muốn thì tùy. Không nói là em lo cho em đi, anh không biết chưa có thông tin. Sống với nhau thì lo, chúng sống với nhau con cái nữa. Em biết tính rồi, em tính vậy rồi, anh không biết nói chi cho em ở lại vợ chồng con cái. Con không ở lại em đừng lo chi, đừng thương ai. Quân Nguyên nói là em không sống với anh nữa nếu em đi nước. Anh lo cho hai đứa, sau về em sẽ lo cho con ở với nhau thì không bao giờ. Thằng Hùng biết là bởi anh thất bại rồi, không biết được tương lai, đừng hứa hẹn. Hứa chung sống đến đầu bạc đến cuối đời, mà bây giờ muốn rời đó thì thôi. Nên đừng nói trước, anh sống vì con vì gầy. Em không hiểu thì anh không phân tâm nữa, trời đất biết cho anh. Em nghỉ đi, không hơn cách em à. Em nghỉ cho khỏe. Con đi nói vậy thôi, anh không cần phải bận tâm. Anh muốn về, em lo gửi tiền anh về. Còn anh không muốn là do anh, chứ ở với nhau thì không bao giờ nữa. Thằng Hùng biết là anh muốn, nhưng em phải chiến đấu đến cùng với anh, với con. Không thì đừng thương hại cha con anh. Đoàn sự tù sớm thì tốt, không thì muộn chết thì thôi. Ừ, anh sống với em được bao lâu, đi xa suốt. Em nấu cho anh ăn được mấy bữa. Con nên nói lại nè. Xa nhau nhưng anh không hề hiểu em, cũng coi như là trách nhiệm tùy anh nghỉ. Thằng Hùng biết là hiểu. Giờ em hiểu em cùng đâu còn tình nghĩa, em càng tình với anh chứ anh thì không. Thời gian là thước đo, đừng nói chi. Ra xa nhau cả, xa nhau, lấy nhau rồi lại xa, em muốn vậy, thôi em nghỉ đi. Đó là tin nhắn cuối cùng. Đó, còn... Đó. Đây là toàn bộ tin nhắn là Huyền nhắn cho anh Nhung. Có nghĩa là anh Nhung là tùy như tùy thể sức kết lực muốn cứu vãn gia đình á. Mà giờ Huyền không muốn thì giờ Huyền cho ý kiến đi. Đó, giờ là để ý kiến Huyền á. Không, giờ cho Huyền ý kiến đấy rồi. Ê, chứ đó là toàn bộ tin nhắn hai vợ chồng nhắn đi tắc nó. Đấy là ta cũng tò mò. Đọc tin nhắn của người khác ta cũng tò mò. Nhưng mà cái chuyện mà đã xảy ra rồi thì để mà biết cho coi thử vợ chồng hắn sống thì chắc có hạnh phúc hay không thì để mà giải thoát cho hắn nhá. Hắn thích giải thoát cho hắn đi đâu. Để hắn ý kiến nào rồi sao Huyền anh Hùng có ý kiến giải thoát hay không á, là tùy anh Hùng. Xâm phạm đến gia đình của
Đây là không phải gia đình của mình mang vào, đây là một cái đối, đây cái đối như là đối ăn năm bị chặt trong biển nước ngoài 7-8 năm chơi đây.
phải cảm năm trời đúng trong đi mình nuôi con nuôi gậy bây giờ là tập vì thằng đó đó đây là máy bắt được mà thằng đi xe ô tô bỏ chạy bỏ xe ô tô lại bỏ mấy hẳn mới có chủng nữa đấy không phải hai vợ chồng mà đấy là cặp đôi đó mọi người đừng hiểu không nhỉ là em đưa chuyên gia đi lên mạng con vừa chi vì nè đó nè con cái bên tất đi mấy giờ mẹ đôi bỏ để đi nè con đi gì mà mẹ đôi bỏ để đi nhật về đi vì trái đấy là con bên tất đi mà mẹ đôi bỏ để đi mẹ đôi bỏ để mà đi vì đang gạt đấy là chị đi làm muốn bỏ con bệnh tật ra đi lại này trong người đi nước ngoài nuôi con tiền thuốc tiền mén năng tháng này mà dư mẹ là muốn bỏ để đi bên thế đó nào người thằng này là ngay cái sơn có nên ngay cái à nếu nào thì cũng nghe ra nếu vào miếng chỗ cái nhà miếng vào chỗ chả đâu có ngáo đó mười năm đi việc cũng xịt bây giờ đâu vào được cùng mười năm về bây giờ ngáo gì đó miếng một thằng miếng cũng xịt hơn chả đâu đi mấy đứa chỗ miếng cái kim này nhung nhung cái chị chị đó là em gái của chị nữa đó đó chính xác quân vơ thằng đấy ngồi đó nằm đó đẹp gái đó vơ thằng ở đó đẹp gái đó mi sửa nơi nhưng mi nói được cái đường lên sửa với chắc sửa
cái này mi có phần thuộc được một cái cấu trúc của mi trong cái hông của mi đang mi sửa cái nắng thì mi nói được này chưa đang có trong nắng đâu mà gì có được thôi để đi thôi kiểu này cái đó hắn đủ cái trình độ trên gì hắn nói nha nói đang hoan được đây là gì? Có
có tiền rồi. Chị ta không biết giao cả này là giả nó đi tới chọn tiền rồi cho bao nhiêu bao nhiêu cái gì nhiều nó đi nữa nhá. Chắc câu khó chứ không bắt giá cái này đúng không chứ. Đây đây đây. Đi đâu người phanh hưu. Ở trong đây này không người đây này mới đây cho con tin đọc. Sự việc nó không biết đây. Đọc nó đọc rồi. Rồi đấy là của chồng chị Huyên này. Nếu mà được muốn cơ chị Huyên mà muốn mà để mà đi đi làm á, rồi muốn không kiểu bạn gia đình đi nữa thì anh Hùng cũng cho tài nguyên anh Hùng đi làm bán xã để ra việc cái giấy bản tương tin đi lại giáo bàn giáo lại cho Huyên tùy quyết định nhá. Anh Hùng viết này, con xin viết bản tương tin vụ việc của gia đình con. Mọi chuyện bây giờ con quyết định, con không thể dung túng và chấp nhận sự việc. Con Huyên dẫn trái về nhà ăn năm và con đánh cả con gái, con cái con. Vụ việc đã rõ trắng đen, con quyết định giao trả con Huyên cho ông bà Mậu Nhung. Đồng thời con sẽ niêm phong khóa cửa nhà con lại, không ai được vào hoặc được ở, cho đến khi con về. Ở hay không là cho con ủy quyền cho bố mẹ. Con bên nội giúp con giải quyết sự việc trong khi con vắng nhà. Con xin cảm ơn. À. Như chị Huyên mà ước muốn là đi nhung cả nè. Rồi dư hái ra cháu nhá. Dư đến việc hái ra cháu nè. Đây là mẹ thằng Ly. Chứ là cảm ơn ông người đông này là em tay chứ đó đừng ngồi lâu lắm mà giải quyết hai đứa cháu này nhá nghe rồi chứ hẳn đi rồi thì cháu để lại cho ai hẳn đã quyết định đi thì cháu để lại cho ai thằng phải giải quyết cho xong nhá tay thằng bắt luôn rồi đấy. Vợ hiền lắm, vợ đó là vợ máu đen bầu bầu 4-5 tháng đó, vợ hiền lắm nhá. Vợ mấy từ cuối bạn mày, mày mấy từ cuối tôi vào bảo cho mấy từ cuối cho bên đó đừng có gì đâu, thôi lúc này để cho em cái tên em cho biết đấy, ta chỉ biết bảo trên máy mấy hai đứa con là ông bà có hẳn đã đi thì ông bà có là chịu trách nhiệm hay là ông bà phải con đó có cả ông bà Hùng là cũng là ngoài người để mà đưa các em thế chúc ông họ nên không biết báo cho mình mà ba là theo hai đứa cháu là nửa nọ như con đại nên chưa ông bà hội đồng là nhưng mà cái đó là cái gì 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 đó là cái g
thì với lượng vấn đề đi thì các chúng đó chấp nhận được an toàn thì cái đối không bị chậm nó sẽ được ra đấy chứ là chúng tôi là kể cả nó không được bảo lãnh an toàn thì chúng tôi không có đá cả bên này từ có cái gì để cái tài trong được cái đá nếu có được suy là nếu có lúc thì con trai chúng ta bị tình thì nó thấy sai thì ta để biết chúng tôi thì các bạn rất là cần đừng mình ta đã có cam kết là con nên mình gửi đến này là yêu cầu là chỉ huy là cái gì là chăn nuôi được chăn nuôi được người nhà đến nuôi đấy coi lúc không nuôi được cái bên nên cũng không còn lại cả nói vứt một đứa người vứt tay ai rồi là đặt quy định đó cái này suy nghĩ này bây giờ là hiểu cho ở đây nào suy nghĩ cho là không có gì còn chưa có thể suy nghĩ chỉ cần được còn đó này được cái trái đó thì hai cái cháu rồi chăn nuôi nói thật chứ bây tôi mà đi là quả lịch sử đó đâu chứ không phải này bây tôi chơi chuyện ngoài mà nhà nhổ người ta mình 7-8 năm nó chưa vô như công đoàn chia sẻ như công đông mình chia sẻ chưa giảm vô hơn mà đưa trái về nhà mà chứ cái anh đi là xuống trường lần đi ông lần cả có nhà đi đây bây tôi đi lịch sử lắm chứ có phải này à giải thoát đi, giải thoát lắm nè. Tắt đi được rồi đó, để tôi không, mới 2%. Tắt được rồi. Cái gì mà vẫn suy đó? Cái việc gì đấy, hẳn việc chắc hẳn việc đó biết à? Nó hẳn thoải mái. Hẳn việc. Hẳn việc, hẳn việc đi đăng. Sao, hẳn việc chính là phức tạp. Đừng hẳn được nhà đi, tôi là một cái lãnh đạo. Bao nhiêu cái hồ, lưu, hẳn chết. Không là con đang nói là con gì của hắn nha, con em gái. Con chị em gái nha, em gái biết cái sự lắng lo rồi. Em là em gái, em gái của chị theo đai. Em gái nha, em gái.
gái của chị đi mà biết cái chị gái mà kiểu này. Cái bên này thôi. Đi. Đúng, mấy cái sạc đúng rồi đó, vì ô tô đó kì. Ra đi con sẽ trả lại căn nhà với một miếng kia đó đấy. Và hai đứa con trả lại những người chồng trả sản phẩm như bạn chân. Hãy ra đi. Rồi giáo được hết rồi đưa cái nhà nhau đi để cái bắt đầu đến tôi phải lên tiếng
mà đây là nội ngoại hai bên không có ai mà giờ cây cả nên tôi phải lên tiếng này. Con đi là nói hẳn sẽ là đi hai bàn tay tắm là để lại hai đứa con tất nguyên. Hai đứa con tất nguyên. Hai đứa con tất nguyên bảo lại cho bên nội nuôi. Con hẳn ra đi vì thằng bố đi tiệt. Đúng rồi đó, hắn ấy con bỏ con lại đó, đó. Hắn sẵn sàng bỏ con lại để đi theo trai. Đây là nhà anh trai của tôi. Ờ. Nhà anh trai. Đó. Đã đi cặp bồ rồi, trong cây nước ngoài 8 năm. Lo lắng về tiền về cho con. Để nuôi con nuôi cái. Mà giữ cặp bồ về cái mà chứ sẵn sàng bỏ con lại để đi. Thế thì mọi người gì đáng mà nói nữa. Thế thì mọi người này đáng ạ. Do em đi là đi nằm trong nhà chị đi mà để quên xe ô tô lại, nếu mà không quên xe ô tô thì chắc chắn em đi sẽ không bao giờ xuống đây nữa. Nhưng mà em đi quên xe ô tô lại cho nên đành phải bà nội vợ chị dâu phải xuống chuộc về xe về. À, đây là do xuống quên xe mới xuống chuộc xe về. Xuống chuột xe về thì mấy tôi phải làm cho ra lẻ. Mà tại sao mà? Tại sao mà phải? Phải hết rồi nữa. Đường chính xác. Trông đi đi làm như con trâu cây ạ. Mà giữ vợ nhà đủ đơn đây giữ bỏ hai đứa con tất nguyên lại để đi theo cái. Thì mọi người nghĩ rằng nữa là thằng bô của anh, thằng bô của anh. À, thằng nữa là thằng cấp bô, thằng lý là đi xe ô tô xuống cặp bồ với chị đi rồi là quên xe đấy. Mày tuy đang gì hiện tại là giữ xe lại. Mày tuy đang giữ xe lại nên giữ xe lại. Đó nên là bắt buộc phải xuống quy xin lỗi. Giờ chị vợ thằng nữ ngồi mặc âu đen áo nữa. Ba nồi nữa. Đó là ba nồi. Rất chi là cổ. Và hắn đã ký giấy là bỏ con hai đứa con tật nguyên lại để mà đi làm. Anh trai em mà đi làm 7-8 năm bên nước ngoài rồi. Gửi tiền về và tùy. Khi này là tin nhắn, những cái tin nhắn mà anh trai nhắn cho chị dấu đó là em mà đọc cho mọi người nghe là biết. Nói là anh muốn cứu vãn gia đình. Vì con vì cái cứu vãn gia đình nhưng mà chị đi. Chị đi không cứu muốn cứu vãn nữa. Thằng đứng thằng bồ này người giả kỳ sớn. Đúng rồi, hai đứa con tất nguyên thì là mình chụp đến đây mà coi bàn nhá. Tôi là nhà
con một đứa 7 tuổi bị tật và một đứa 5 tuổi cũng bị tật luôn nha. Chị dâu, đây là chị dâu. Chị dâu. Chị dâu. Anh đi ra đi là quên cái xe ô tô ở đây. Đi đó. Đi chơi gái mà quên xe mà vợ con đang hoang loạn, vợ đang bầu mà giờ đi quên xe. Quên xe lại cho nên là mi có chứng cứ được nên em mới chuồng chuộc xe. Đi xe ô tô nó đang quên được. Chị ạ, bắt đầu vô là hai đứa răng trượt chắc là bây tôi gặp. Đó nên là bây tôi đòi nên hẳn chạy về bỏ xe ô tô lại. Đó. Mất tiếng mà. Mấy tiếng. Thế không phải này là nữ mà. Nó ta hẳn theo trên khách sạn thì bây tôi không biết. Đấy chứ hẳn đứa về nhà nằm. Nhà là chồng mình này. Chồng mình. Đó. Chồng mình nhà to cửa rồng. Đó nè. Nhà chồng mình đẹp quá đi này. Chồng thì mình một cái nhà to này. Đó nè. Lưới hai đứa con. To lớn ra đi. Nhưng mà chị ấy gặp trái dẫn trái về nhà. Chồng thật sự anh trái tôi chưa ở được ngày nào trong cái nhà này. Chứ không phải đúng không? Anh đi gặp mấy chuồng mấy tôi mới dù được chuồng đấy chuộc xe về chứ có phải là tư chứng nào. Hắn mà chạy mà thoát được thì mấy tôi mới nắm mà có cái chứng cứ được. Kia nhau ngon sau nó bị bắt cặp nữa, sau bị bắt cặp nữa mà bắt đầu chạy bỏ xe ô tô lại, mấy tôi được xe thế nào?
rất thích mong cái chạy của cái xe bảo vệ trong cái xe này được giải tỏa cái chỗ chạy xe đi. Vừa ông đang ngồi mà có thể. Đấy là do trưởng trượt xé nha. Đó, vậy trong nhà nó có nguyên báo cao su thì em đưa quay báo cao su lên cho mọi người có nhá. Mà đây là hàng khái nó lên thường đúng từ năm nào. Thì sống việc cho sống việc của gia đình sống luôn ạ. Chứ mới đến cái việc đoán biết quán rửa xe với lũ. Rồi, Dư bắt đầu giải quyết theo cái xe nhá. Dư là bắt đầu giải quyết theo cái xe. Con cái xe con ngay chú. Ờ. Về cái tính tôi nói nha. Vì sao mà gia đình thì lúc bây giờ phải chia ra để không biết đúng. Không biết xe. Cái thôi đúng xe là xe của xe. Tôi dừng ở trên sáng. Mình gọi không? Sẵn sàng không? Có tên tôi tâm lại của mình. Hóa đạo có không? Chính thức của chúng ta. Hắn không nói dừng nghị quần mọi người nhé. Hắn sẵn sàng đó là hai đứa con để hắn đi Nhật Bản. Hắn nói đấy. Cái việc cũng phải là... Tôi sẽ đi. Đây là thằng đấy, dưới xuống chuộc xe đi. Cô nhân là bỏ con ăn đi nè. Con hôn ở bên đây bên kia nè. Hai đứa con trai, hai người là ba người nè. Chủ bán rồi chắc là cái nào, chú phải cho vào đây 50 triệu, chú biết đâu để xem 50 triệu được chứ, 50 triệu nữa không, vì sao, mà hẳn phải bỏ qua đi, vì bắt cùng vì nó có những cái liên hệ với nhau, ăn ở với nhau, coi như ở với nhau, kèm kẹp với nhau, này chú nghe đi nha, nhiều bắt đầu bắt được là mình bắt được, có nữa không có đi. Chuẩn bị đi nước đi nhá, để tôi nói với nè, cầm cho đó đi nhá, vừa hẹn đối với đi nước đi nào, mất em những cái việc phải cung đu để tôi nói cung đu nghe chưa nè. Đây là quả tình nói theo cái xe nhá, xe em đi quên bỏ lại á, bây tôi cất mấy ngày á, năm cái điều bỏ đây em phải nói cho thích nghe chưa, 50 triệu nhá, 50 triệu luôn cung đu và vừa thành chân cho nó đắp, đó nè, tôi đã được lên trên nắng cái rồi xúc phạm đến té, xúc phạm đến té, đám người ta kinh tủ rồi, mới thò cái đầu, mà chưa được cái gì cả bay, xúc phạm té, cho nên là nói cái đó như này nhá.
thì đường Nhân Thăng lấy vô nhà anh trai bây tôi nằm thì bây tôi giữ xe khi xe thì giả 3 triệu bây tôi sẵn sàng đột ạ. Nhưng mà 50 triệu quá nhẹ, 50 triệu quá nhẹ, bởi vì cả cái xe ô tô thì giả bán 200-300 triệu 300-400 triệu đấy chứ chuộc xe hẳn, nó chuộc xe bây tôi được xe thì hẳn chuộc nó hỏi chứ mà chuộc xe thằng này là thằng bồ. Năm mươi triệu quả nhẹ, bởi vì cái xe đấy là xe bây tôi được, thằng xe và thằng này, này xuống nằm tại nhà anh trai bây tôi. Anh đi nhờ nhờ gãy năm láng mà quên xe. Việc xé cũng liên quan đến việc cập bô, nhưng bây tôi được xé nhá, bây tôi được xé mọi người nhá. Rồi chị vợ này, đây chị vợ đang lên này. Xe này mới tôi được tên đăng tên gái á, chứ không phải đồ ra nhà chị đi. Xe này là anh đi đồ cách đi cách nhà chị đi khoảng 700 cây rồi anh đi bộ xuống. Đây là bây tôi được xe nhá, được xe. Xe nữa nè. Thì chú như ăn trùm chó, ăn trùm ngai thì bây tôi có quyền đột xe chăng? Xe đấy, xe đồ đến bây tôi cũng biết xe ai cả thế. Đồ được cả mấy, cứ một tuần hai lần xuống đồ được. Đây đây bây tôi bắt được mà cách nhà thì nên khoảng 700 cây. Thì bây tôi được xe bây tôi được. Mà điều gì nhỉ? Mọi người một ý kiến nhé, chứ em chưa tiền giải thích tí nữa rồi em sẽ giải thích. Đi ra.
là đấy là răng dọa nhá, đấy là răng dọa. Xe đi á, là đêm, cái đêm bữa nữ, cái đêm bữa mà em đi xuống nhà 95 á, là cái xe đi, em chạy xe xuống, sau mấy tôi bắt được tay trần, em lấy chạy đi, bỏ xe lại, nữa nè, xong rồi, anh đi bỏ xe lại, bây tôi cánh cái xe đi, 2-3 ngày thôi, nữa nè. Chỉ là xe đi là xe đi là bây tôi anh đi thì cũng lấy xe về đó chứ ngoài bữa đi xuống xuống đấy mà bây tôi này dư cái xe lái mà nè không có đây là cái xe đi là anh đi chạy xuống đấy rồi cũng lấy xe về này anh đã chạy ngay. Đi giấu cửa thang đi. Bỏ ngồi xuống nhỉ? Thôi, bỏ ngồi xuống á. Vậy tôi lắm hay đập nha, anh đi bỏ quên xe đó. Cái máy nhớ quên đi xe. 700 mét. Ồ, điều mất chi? Đó, xe quà.